Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tony Phong. Nay các bạn ở sông suối bắt đầu là đóng gạch. Nước tôi nữa rồi. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn Việt Nam, tên tôi là Miêu Tổng. Này chắc bạn khàn giọng, chắc là hôm qua ngủ lạnh rồi. Bạn Phi Dê đâu rồi? Xin chào tất cả các bạn, tên tôi là Phi Dê. Ôi gì giá cái nhà quan tù để Adu bị. Ok. Mao lu com la da. Mao. Flixi đâu rồi? Giá cần sa đu. Hello, xin chào tất cả các bạn, tôi là Felix Đẹp Trai. Hello, xin chào các bạn Việt Nam, tên cháu là Mini. Đi đây. Anh pha bê sa dinh lu bue. Xin dinh lu bue, ta bon com ra comida. Các bạn ấy sử dụng xẻng để vận chuyển. Các bạn ấy đóng chắc chỗ kia được có mấy chục viên mà đã hết vữa rồi. Hôm nay là 4 người làm đấy mọi người. Các bạn ấy tập trung vào, hôm qua họp là các bạn ấy tập trung vào là sẽ đóng gạch ngày hôm nay. Hết chục vữa kia thì các bạn lại nháo tiếp. Các khu đề mau lô tây. Các khu đề mau. Bên đây cùng. Bên đây. Lô tên đề. Các khu đề mau. Có nhất sĩ canh hồ bà. Pergunta outro mundo. Outro bairro. Sim. Hiện tại thì là cái xe cải tiến của các bạn ấy là ngày hôm qua là cũng đã có trộm nó vào là đây để nó lấy trộm mất hai cái bánh xe. Nên là bây giờ các bạn phải dùng tay. Bạn cũng đã hỏi cả xóm, vừa mình hỏi bạn nữa, hỏi cả xóm rồi nhưng mà không ai nhìn thấy trộm cả. Trộm chắc là nó lấy vào buổi tối nên là các bạn ấy không biết. Mình qua đấy xem mọi người nhé. Ơi. Gạch. Xinh. Hiện tại là cái xe cải tiến này của các bạn ấy là để ở đây. Ngày hôm qua buổi tối là trộm nó đã vào nó lấy mất. Nó lấy trộm mất 2 cái bánh. Còn xe thì nó để lại. Hiện tại thì các bạn ấy cũng đang đi tìm. Nhưng mà chắc là không tìm thấy được. Ở bên này là chắc là trộm là nó dùng chắc là nó chỉ có dùng kìm thôi nó mới tháo được cái ốc nhỏ này, nó tháo cả chục luôn đấy mọi người. Thế này là các bạn ấy mất cái đồ chơi rồi, không còn xe để dùng nữa. Bây giờ trộm nó lấy mất 2 cái bánh này mà cũng không tìm ra được thì các bạn sẽ không có đồ dùng. Đợt này là các bạn đóng gạch cũng ở gần đấy thôi. Đóng xong khoảng tầm 600 viên. 100 viên là các bạn ấy sẽ xây chuồng
chuồng ngan, nuôi ngan nuôi gà. Còn ở đây nếu mà nuôi vịt thì nó cũng rất là tốn kém về thức ăn, nên là các bạn sẽ nuôi ngan. Nếu mà nuôi ngan thì theo mình tính ấy, thì không biết là tính như nào để cho các bạn ấy hợp. Nuôi ngan thì nó ăn rất là tốn, nuôi gà thì cũng vậy. Không biết là sau này các bạn có nuôi được không. Thì hiện tại trước mắt là các bạn sẽ xây một cái nhà đầu tiên. Xây một cái nhà xong rồi là các bạn sẽ xây một cái chuồng ngan ở rìa cái ao kia. Phải có nhà thì các bạn ở đấy thì nó mới không bị mất trộm. Nếu mà chuồng ngan mà các bạn để xa nhà quá là trộm nó vào nó bắt trộm mất. Được bao nhiêu viên gạch rồi? Đếm xem được bao nhiêu viên gạch rồi. Con ta quan tề quan tù adubi. Con ta. Língua flamita. Sim. Não ajuda. Con ta eu não ajuda. Hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười năm mười sáu mười bảy mười tám mười chín mười vinte para que menino hai mama fala outro 12 là đô rồi. Ok. 30. Sim. Bahai, bebe, bemot, bahai. Bye bye. Bye ta. Bye bye. Bye hai. Bye bye. Rồi câu mà mini giá e kha đủ rồi. Bye bốn. Ainda. Bye năm. No, hầu ba mươi tu. Hầu ba mươi. Cinco já. 35. 35 já. Ba năm. 36. Fala como? Ba sáu. 36. Ba sáu. Quando for puxar esse, vem puxar. O que você fazer? Ba sáu. Não, quando for vir puxar esse. Quanto mais? Quanto mais? Ba sáu. Hai ba. 37. Ba bai. Bai tam. Ok. Ba tam. Ba tam. Ba chim. Ba chim. 44. Bom. Ok. Bom na mút. Bom, bốn bài ok. Tem 59. 59 viên gạch. 59 viên gạch. Ok. Hôm nay tôi viên gạch. Tôi làm phà dê. Hôm nay tôi là ok. Hôm nay tôi là phà là bài Adobe. 59. Adobe. 59 viên. Nam chi viên gạch viên nào hôm nay là tôi nam chi viên gạch. Ok.
Các bạn ấy là phấn đấu được từ sáng giờ là mỗi người là được 12 viên gạch rồi. Mới đi bia sinh Uma Peso giá Phà Dê Đô Dề Đề Adubi 12 viên gạch. Chia đào ra mọi người là được 12 viên. Tipo, eu fazer 12, tira massa. Sim. Fechar já. Até aqui mesmo. Depois rende outro pessoal mais. Ok. Sim. É duro, faz duro. Faz duro. Rápido, trazer massa rápido. Rápido, rápido. Faz duro, trazer massa lá ninguém vai. Các bạn ấy đóng từ sáng, chắc là cũng hôm nay các bạn đóng muộn tại vì là bạn Felix thì xuống cũng xuống muộn. Các bạn ấy tập trung vào để các bạn ấy làm thì bây giờ các bạn cũng đã đóng được 59 viên rồi. Xin, bắt ta đi. Mỗi lần xe cải tiến của các bạn ấy để ở trong nhà, chỗ trước cửa sân chỗ nhà bạn Marcel Nù thì cũng không bị mất. Đợt đấy là cái bánh xe nó bị xuống hơi nên là không bị mất. Hôm qua vừa rồi, hôm vừa rồi các bạn ấy bơm vào nó căng lên thì cái lốp xe nó rất là ok. Thì bạn ấy để ở ngoài vườn này. Ở ngoài vườn này thì nó tách cái cửa này ra. Trộm thì không đi vào hướng cửa đâu mọi người. Cửa thì các bạn ấy cũng không buộc gì cả, nhưng mà trộm lại đi vào cái chỗ này, mở chỗ ra là vào này. Vào này, vào đây xong là chắc là vào là vào buổi tối. Vào buổi tối nên là các bạn không biết được. Ở đây thì chó cũng có. Dù sao thì cái bánh xe của các bạn cũng đã mất rồi, chắc chắn là sẽ không tìm được lại được đâu mọi người, tại vì là cũng không biết là ai lấy cả. Nên là đợt này các bạn sẽ cố gắng đóng gạch sớm, càng sớm bao nhiêu tốt. Các bạn ấy sẽ ngủ trong vườn và các bạn sẽ trông. Xin số 3 Vũ Bay Levar katana fazer o quê? Para buscar banana. Banana. E vender e comer? Não, não passar em nada na família. Família? Sim, sim. Família viu hoje? Não, vamos enviar. Manda táxi. Manda táxi. Sim. Levar a Lunda? Sim. Mais distante? Daqui até na cidade, da cidade vamos enviar. Acabou? Sim. Aí, levar pagar quanto? Agora lá vamos escutar no táxi. 500 né? De Luanda e compra 4 mil. Uma caixa. Luque, banana não vender. Papai envia a família. Pagar táxi, família lá recebe banana. Então, compra bem muito caro. Compra táxi quanto? 500? 5 mil. 5 mil banana quanto? Vende quanto? Levar também bombom. Bombom. Ah, bombom com bombom? Sim. Ok. Tá bom. Chưa ba cái mà vận chuyển mỗi chuối lên thành phố cho người nhà trên đấy thì tiền taxi cũng quá tiền đi ở trên đấy người người trên thành phố mua, nhưng bác lại vận chuyển theo cả bột sắn nữa. Tá bom, pode sair. Cái khuôn đóng gạch này mình cũng đã phải mượn bên nhà bạn Tông Leo Sơn một cái. Còn ở kia là các bạn ấy có một cái, ngày xưa mình mua. Còn một cái là của bạn Tông và Leo Sơn. Là hai cái, khuôn cũng gần như là dựa bằng nhau. Ở bên nhà bạn Antonio cũng có một cái khuôn rất là nhỏ. Nhưng mà khuôn đấy mà đóng cùng với gạch này thì sau này các bạn xây rất là khó. Còn sau này nhà bếp của các bạn ấy thì là mình sẽ sử dụng tre để làm. Còn nhà ở thì các bạn ấy sẽ sử dụng gạch đất để đóng. Còn cái gian mà để nuôi ngan và nuôi gà thì các bạn ấy sẽ sử dụng là gạch đất để xây lên. Xây một ngôi nhà và có cửa đóng và khóa cửa cẩn thận.
Dù sao các bạn ấy ngủ ngay cạnh đấy, nhưng mà trường hợp mà cướp nó vào đấy, trộm nó đến đông người là các bạn ấy cũng chưa chắc đã dám ra khỏi nhà đâu. Nên là mình sẽ phải cẩn thận. Ngôi nhà này sẽ có cháu Mini ngủ này, cháu Mini này, Felix, Felixi thì ở trên phố rồi, còn Fije và bạn Newton sẽ ở chung một nhà, ba người. Que? Não me resta agora aqui levar boa de massa. Bom, levar aqui no ombro. Cái dây này đang buộc đang vướng là khi bạn ấy đổ, khi là bạn ấy đổ cái vữa ra kia là rất khó, nên là bạn đang phải bỏ ra. S thì phiêu mà phiêu quạt đá đẹp của em ha. Bạn sẽ vác bằng vai thì nó sẽ được đầy vữa hơn, rồi số lượng nhiều hơn. Bạn Felix thì sang tháng 7 hoặc tháng 8 thì bạn Felix thì cũng sẽ nghỉ một tháng ở nhà đóng gạch, ở nhà đóng gạch để xây nhà. Ngôi nhà kia của bạn ấy, mình hỏi qua là ngôi nhà của bạn ấy cũng đã hỏng rồi và bạn ấy muốn xây một ngôi nhà mới bằng đất. Ok. Igual many. Vai força. Vou morrer aqui. Rápido, rápido. Vai ler. Amanhã. Domingo, à tarde eu em cidade. Segunda-feira eu busco a identidade. À tarde por aí saiu? Sim. Acabou o trabalho aqui, você vai buscar o bilhete? Sim. Eu fiz o quê? Na minha lei. Ei, Tông, Felix, me. Quando o dia para aqui vai se dar de fazer adubo? Vai depender. Também ontem encontrei o meu irmão já está fazendo. Vai depender se a quantidade de completar rápido, ele fica rápido. Ok. Sim, se demorar, ele demora para fazer aqui. Sozinho? Com o irmão. Não, da ontem o meu irmão encontrou a mulher também já fez adubo. Lá vai. Ele fazia junto com o irmão. Levanta a casa como? É a casa que vão fazer. Casa até quanto metro? É. Dois quatro, um quarto e uma sala. Uma quatro, uma sala. Aí tem a pai dessa bem pequeno. Nada, destruiu tudo. Fazer só casa até? Não, vamos fazer outra casa pai mais pequeno. Pai outro, junto lá do teu? Sou teu sozinho fazer casa teu? Junto com levantar com casa pai? Não, primeiro levantar casa pai, depois no outro lado aqui levantar casa meu. Quem ajuda? Irmão meu. Irmão? Sim. Ok. Sou de sim de que? Fazer de adubo, não meter que? Cimento. Cimento é que? Não,
fazer cimento depois, depois de acabar de construir. Ok. Na... bonito. Ok, bonito, sim, casa novo, bonito. Ok, você trabalha sozinho. Aqui não tem ninguém, aqui não estou ocupado, deixa uma pessoa vai lá ajudar. Levantar, meu tom conhece, levantar a casa, vai lá ajudar. Như bạn Felix thì nói là nhà bố bạn ấy sẽ đập đi và xây lại và để một mảnh đất nhỏ nhỏ để hai vợ chồng bạn Felix và bạn Gia là sẽ tự xây nhà ở sát với nhà của bố mẹ bạn ấy. Em của bạn ấy sẽ đóng gạch cùng với bạn ấy. Là bạn ấy tháng tới thì bạn ấy không biết được nghỉ đến bao giờ. Nghĩa là khi nào đóng xong gạch thì bạn ấy tiếp tục quay trở lại với các bạn ở sông suối. Sau này mà bạn Felixi mà đóng gạch đủ gạch để xây nhà thì bạn cũng có thể bạn Milton sẽ đến giúp đỡ bạn Felixi. Bạn Milton thì bạn biết xây để cho bạn ấy xây cái ngôi nhà dưới này xem nó tình hình bạn ấy xây có đẹp không ạ. Nhìn các bạn vuốt ve viên gạch. Các bạn thường là sẽ sử dụng nước để cho nó trơn cái bề mặt. Nhưng mà đến lúc các bạn đóng xong là buổi tối kiểu gì tay các bạn sẽ cũng sẽ mòn hết ra. Igual như bloco và kể fazer de dança. Se mexer muito. Vừa ấy cháu mới đi với bạn Felix thì chuyển vữa, các bạn ấy chia đều việc ra làm, mỗi người đóng gạch một lúc. Vận chuyển vữa vào thì cũng rất là mệt và đóng gạch cũng rất là mệt đấy mọi người. Công việc này của bạn nó rất là nặng nên là các bạn ấy làm việc, các bạn chia đều như thế thì không ai tị ai cả. Còn bạn Newton vừa mới mượn được cái xe rùa, bạn tranh thủ để chuyển vữa vào. Để xa po cù sô bệt đê để kể các khu đề ma pét sô. Bệt đê ca khu. Xin các khu đề ma o. Bạn ấy chở vừa thôi, chở lặng quá lại hỏng xe của người ta bật đèn đi. Tony Phan. Tony Phan. Bạn ở trên phố xuống đi qua đây đi chắc lên vườn sợ đi qua đây xin ít rau của các bạn ấy, rau giống về trồng. Thì bạn hiện tại là bạn bạn ấy vào nhìn thấy vườn rau của các bạn ấy thích lắm đấy mọi người. Bạn ấy vào xin một ít rau. Rồi vào đây cái cứ tưởng mình là chi lết, cứ gọi chi lết thôi.
que nem nem da maioria mesmo que tu não sumi aqui mas bem doce mano. Bán đang quảng cáo là cái ngô của mình, ngô ngô lép là nó rất là ngọt đấy người. Aki. Aki tem seca. Folha seca. Seca aí no seca tá bom. Sapo. Sim, sapo. Você tua bem também. Ali kia có hai con chả chuộc. Bánh gran được. Tên đia có gì nhỉ? Hôm nào có thời gian thì mình sẽ bắt để nấu cho các bạn ăn thử. Chứ chả chuộc ăn ngon lắm mọi người. Ăn cũng rất là giàu dinh dưỡng. Tá bom. No meu quintal tem uma couve, aquela de todo o tempo. Okay. A chuva no cacimbo. Com terra, hein? Assim. Com terra, pô. Sim. Interessado, olha, ó. Olha, não pus, eu não sabe nada. Ô, mãe, pra mim tudo couve, mano. Deve que saiba bem. Você já tava me esperando mesmo? Quanto é que beça? Quero levar quanto cabeça? Quero levar quantas cabeças de couve? A quanta cabeça? Não sei. Vai dar? Vai dar a pessoa assim, né? Vai assim, né? Sim. Pronto. Cho bạn một góc cái luống kia để bạn về bạn trồng. Chỗ này là mấy nữa các bạn này cũng phải đánh lên kia trồng nữa. À, đất của các bạn vẫn còn rất nhiều. Chỗ này sau này mà toàn bộ là cái rau này của bạn ấy, các bạn mà bán rẻ cũng các bạn cũng đã có tiền rồi, tại vì là trồng với số lượng rất là nhiều chứ không cần phải bán đắt đâu. Đẹp trai. Để pô você vender barato você já tem dinheiro porque muito cabeça de couve. Ok. 20, 25 uma cabeça tá bom. 25 quanza? Sim. 50. Mình bỏ 25 quan một bán một cây rau này các bạn ấy cũng đã có tiền rồi. Nhưng mà các bạn ấy phải bán được 50 quan. Số lượng nó rất là nhiều ấy mọi người. Tên đi mà ta có me bông. Chợ chuộc đến mùa này sắp đến mùa sinh nở rồi nên là chợ chuộc nó dính với nhau rất là nhiều. Bạn này thì bạn ở trên phố. Ở trên phố thì người dân cũng có rất là nhiều loại giống rau. Bé trai, rau cái se plantar quanto tempo já? Uma semana. Dois semana. Duas semana. An uma semana. Ini que se rápido. Vocês também que estão já acostumados assim, ajuda dele. Sim. Nói chung là các bạn sông suối có rau nhiều như này thì thi thoảng có người nhà mà người quen xin thì các bạn cũng cho một ít để các mọi người về trồng thì sau này các bạn một số người trên phố sẽ có loại rau này. Ở trên phố thì thường người dân sẽ hái lá ăn thôi thì chắc chắn là cây sẽ ra hoa được và các bạn lại sẽ có giống để nhân ra. Còn bên này bắp cải của rau bắp cải của bạn ấy cũng không biết làm sao nó chết đấy mọi người. Nó chết rất là nhiều đấy. Các bạn không tưới đạm đâu mọi người nhé. Chỗ này không tưới đạm đâu. Mà nó cũng bị nó chết này. Không có tưới đạm tưới điếc gì đâu. Mà nó cũng chết này. Không biết là do làm sao. Khả năng là do lấm. Hoặc là cái đất này nó có vấn đề gì nó mới bị. Aqui tem quase tudo. Tem até mandioca. Só que mandioca arrancamos, nós tínhamos lá mesmo. Ih,
Ngư tố này, ai ấy mẹ tê bán tà bình bình nhu mùa hê, y tông mẹ tê bán tà đề cô vị rau cải, tu lũ kì tì ra la, bán tà la, ngư tố bông. Phê rong ra xéo bông, phê rong bộ đề. Để bộ có mẹ phê là để phê rong. Bộ đề. À, mình bảo trên kia là các bạn ấy trồng dưa dưa chuột của Trung Quốc nhưng mà các bạn ấy trồng nó bị chết hết thì các bạn sẽ cấy rau trên đấy và cũng có thể là các bạn sẽ trồng thêm cả đỗ xào trên đi nữa. Còn ruộng ở trên kia thì là mình nhìn thấy dưa chuột của các bạn lên rất là đào. Ok. Ta bông. Cô đề plant ta bông á. Cây xe bông để phôi tinh quốc đa anh đi cây xe để phô đi. Flori tem cimento. Ok. Obrigado. Sim, ô sen. Sim, bạn ấy về bạn chồng. Mình tranh thủ đây để đánh mấy cái rau cải ra. Hôm vừa rồi các bạn ấy chồng nó bị chết mất một ít. Thì hôm nay là phải dặm lại những cây mà nó bị chết đấy mọi người. Rau chỗ này là các bạn ấy trồng là cũng gọi là rất là ok rồi. Nhưng mà do thời tiết nó nắng quá mọi người. Nên là khi mà các bạn trồng là nó nhiều quá các bạn không đậy được. Nên rau nó cũng đã bị hỏng. Khô nó chết, bây giờ mình phải dặm lại một số cây. Con chó mini tí quay lại tưới, bạn ngư tồn vẫn đang đóng gạch ngoài kia mọi người ạ. Cây lại bé quá. Trồng lại nha. Aquí ve tipo es ni mohe aquí tira planta aquí tira planta aquí tira planta esa que está en folia nuevo no tira ni ese que está bien así ese ya está bom ese también está bom ese está bom có rất nhiều cái chết đấy mọi người. Cây này vẫn chưa chết nhưng mà nó đã bị hỏng hết lá rồi. Nó lên sẽ chậm hơn. Các bạn ấy phải đánh để trồng cây khác vào đấy. Như này mà các bạn chỉ cần đậy vào được 1-2 hôm là mà nó sẽ lên rất là đẹp. Chỗ này chết 4-5 cây liền mọi người.
Chỉ mỗi gốc này là chết nhiều thôi. Các bạn ấy vừa mới đóng gạch xong là đã hết cái chỗ vữa rồi, tranh thủ đây trồng rau mọi người. So sing. Aki tengu. Aki. No tabo. Pantanovo. Aki doi. Giờ này chim đã đi ngủ hết rồi mọi người. Các bạn cố một tí để cho nó đến lúc cây nó lên có không cây cao cây thấp. Aki um. Aki. Aki mà dù. Cái này cũng bén rễ nhưng mà chết rồi. Đậy tạm mà thôi mọi người. Đậy tạm như này cho nó đỡ bị lắng. Nắng nó chiếu thẳng ngày mai nó chết mất. Cái này chỉ cần một hôm là nó bén rễ thôi, rau rất là dễ chăm.
cô ta mai phôi nhá, phi dê á. Bây giờ các bạn sẽ đậy hết vào. Còn thời lượng video của mình hôm nay đến đây kết thúc. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Trời thì thời tiết cũng đang tối rồi. Các bạn thì hôm nay đóng gạch này. Mấy cái xe bò của các bạn là ngày hôm nay là tối hôm qua là cũng đã bị kẻ trộm nó lấy mất rồi. Còn mình xem nó có tìm được ra không thì mình cũng chưa biết được. Con phi dê rồi. Mini. Bye bye mọi người. Bánh cái school đùa. Bye bye mọi người.